Để mẹ đi xin tin mật gấu về xoa là khỏi. Ok mẹ, mật gấu đâu phải là thần dược mà mẹ cứ tin dùng. Nếu có vấn đề về sức khỏe, bạn nên đi đến gặp bác sĩ để đảm bảo sức khỏe của gia đình bạn và các loài gấu của chúng ta khỏi nguy cơ tuyệt chủng. Hãy nói không với việc sử dụng mật gấu. Nếu bạn thấy gấu hay các sản phẩm của gấu bị buôn bán, vận chuyển hoặc tàng trữ trái phép, hãy báo cơ quan chức năng gần nhất hoặc gọi tới đường dây nóng bảo vệ động vật hoang dã 1800 1522.